Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm vẫn in đậm trong tâm khảm của bao người. Hồi tưởng lại quá khứ, càng tự hào với truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh. Chúng ta càng thấy rõ hơn nữa những mất mát đau thương mà cha anh đã hy sinh để làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong từng người dân Việt Nam. Thực hiện kế hoạch số 139 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Hôm nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Lỗ phối hợp với gia đình trí tuệ, tình người tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Về dự hội nghị hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo Đảng, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Hai, ông Dương Văn Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về dự hội nghị hôm nay còn có các ông bà trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, trưởng thôn. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt, về dự với hội nghị hôm nay còn có các ông bà đại diện cho gia đình, trí tuệ, tình người. Xin trân trọng giới thiệu. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đoàn, là người con quê hương xóm Cộng Hòa, thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Nga, người con đến từ thành phố Nha Trang. Xin trân trọng giới thiệu gia đình ông bà Lê Thu Cúc và ông Nguyễn Mạnh Thắng đến từ thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, về dự hội nghị hôm nay còn có sự hiện diện của các bác là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy, các ông bà là thân nhân liệt sĩ. Một lần nữa, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lên đọc diễn văn truyền thống nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng. Kính thưa gia đình trí tuệ tình người. Kính thưa các quý vị đại biểu. Hôm nay hòa chung trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Kỷ niệm 75 năm giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy. Gia đình trí tuệ tình người phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Lộ tổ chức thăm tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, tôi xin gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thân nhân gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, những tình cảm sâu lắng, sự biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng những hậu quả mà chiến tranh để lại vẫn còn hiện hữu. Để đất nước độc lập tự do, bao nhiêu mồ hôi, máu đào và nước mắt đã đổ xuống trên mảnh đất quê hương. Biết bao người con ưu tú đã ngã xuống, bao người trở về không còn mảnh nặng, mãi mãi mang trên mình
những thương tích, hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ, người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân yêu thương nhất của mình. Ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam, ngày 27 tháng 7 là tang lễ và tặng quà của chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã cho đối tượng người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ, thành lập đoàn đi thăm tặng quà cho các đối tượng người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý tốt công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo sạch sẽ trang nghiêm để thân nhân gia đình liệt sĩ về thăm viếng và tổ chức dâng hương, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, hướng dẫn thủ tục hồ sơ liên quan đến chính sách chế độ ưu đãi quy định tại nghị định số 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2024 của xã đã thực hiện, trong tháng 4 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vân Đình tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 110 đối tượng chính sách và hội viên Hội Cựu chiến binh xã, tổng giá trị thăm khám là trên 55 triệu đồng. Và tiếp tục ngày 13/7/2024 đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa tổ chức khám tình nguyện cho 122 đối tượng, trong đó có 42 đối tượng chính sách trực tiếp và 80 hội viên Hội Cựu chiến binh, tổng giá trị thăm khám là trên 60 triệu đồng. Và hôm nay rất vinh dự và tự hào cho Đảng bộ và nhân dân xã Đông Lỗ được đón tiếp đoàn đại biểu gia đình trí tuệ tình người do ông Nguyễn Mạnh Thắng, người con quê hương đang sống ở Hà Nội, làm trưởng đoàn về thăm hỏi, tặng quà và tri ân 42 gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Đông Lỗ với tổng giá trị là 51.030.000 đồng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng tri ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của đoàn đại biểu gia đình trí tuệ tình người đã dành cho các đối tượng chính sách của xã Đông Lỗ nhân dịp tặng ngày 27/7/2024. Thưa các đồng chí, các chương trình thực hiện tiếp theo vào sáng ngày 25/7/2024, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tổ chức thăm viếng nghĩa trang, và tối ngày 26/7 Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể của nhân dân song xã tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng tại đài nghĩa trang liệt sĩ của xã, từ đó thể hiện lòng tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ xã nhà về ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, bồi đắp nét đẹp truyền thống trong đời sống xã hội, trong lối sống và ứng xử của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sĩ, với lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Lỗ kính cẩn tưởng nhớ tới các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về nền độc lập, tự do và sự thống nhất đất nước, và nguyện tiếp tục nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây, bằng tình cảm và trách nhiệm tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và đời đời nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho tổ quốc, cho dân tộc. Một lần nữa xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng cùng toàn thể các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tuấn. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong những năm qua, công tác chăm lo cho các gia đình người có công trên địa bàn xã Đông Lỗ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng được quan tâm. Trong hội nghị ngày hôm nay, xã nhà rất vinh dự được gia đình trí tuệ tình người đã quan tâm và có những món quà ý nghĩa để trao tặng tới các gia đình có công với cách mạng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại diện gia đình trí tuệ tình người lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Hmm.
Con xin kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đông Lỗ. Kính thưa đồng chí Dương Văn Xỉu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kính thưa các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các trưởng đoàn thể. Các bí thư cần đó là ngày mà nhân dân dành riêng để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh bệnh binh đã ngã xuống hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của dân tộc và để nhân dân ta có thể tỏ lòng hiếu nghĩa biết ơn những đối tượng thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị chọn một ngày trong năm là ngày thương binh liệt sĩ. Thực hiện chỉ thị của người, hội nghị chủ bị gồm các đại biểu các cơ quan, các ngành ở trung ương, các khối và các tỉnh họp tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã bàn bạc nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ. Kể từ đó, ngày 27 tháng 7 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam. Thưa các quý vị, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ, xây dựng và giữ nước, đã có biết bao lớp người thanh niên, những cuộc chiến đã làm lên những chiến công vĩ đại, cống hiến hy sinh xây dựng bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân, trong đó có những người con dũng cảm của quê hương Đông Lỗ. Trong hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, toàn xã có 141 gia đình chính sách, trong đó có người mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tại, 9 mẹ đã mất, còn một mẹ là mẹ Đỗ Thị Bảo. Và 131 liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học và bị bắt tù đầy. Việc thực hiện các chính sách đối với người có công có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần bồi đắp truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, an quả nhớ người trồng cây của dân tộc, đồng thời tạo dựng củng cố niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước bằng sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm. Dù trong chiến tranh hay trong xây dựng và phát triển trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và nhân dân xã Đông Lỗ luôn thực hiện tốt các chính sách cho người có công với cách mạng, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn để góp phần chia sẻ giảm bớt những mất mát đau thương đối với các đối tượng. Cùng với cả nước, 77 năm qua, đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân xã Đông Lỗ với trách nhiệm và ý nghĩa tình cảm sâu nặng luôn nỗ lực cố gắng đẩy mạnh nghĩa cử thăm hỏi khi người có công từ trần, duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, thực hiện các chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo, triển khai đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của đảng nhà nước. Gắn với đó là các hoạt động của các hội đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên và tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh. Thiết thực kỷ niệm 75 ngày thương binh liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền xã Đông Lỗ với sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, tăng cường các hoạt động chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng, phát huy sâu rộng cho nhân dân thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ, Ủy ban xã đã tổ chức thăm và tặng quà của Chủ tịch nước của thành phố là 132 suất trị giá trên 200 triệu đồng, tặng 2 sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng. Ủy ban xã đã tặng 132 suất quà cho các gia đình chính sách trị giá 13 triệu 200 nghìn đồng. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Bình, Trung tâm Y tế huyện Quận Hòa tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, hai đợt được 232 lượt người, thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực,
nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy: thương binh tản nhượng không phế. Hàng năm vào dịp ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch với nhiều nội dung để kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, tuyên truyền ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ và những kết quả đã đạt được trong công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với công tác thương binh liệt sĩ, triển khai hướng dẫn các tổ chính sách sinh hoạt kỷ niệm meeting ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức vận động và tiếp nhận ủng hộ xây dựng kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2024. Tiếp nhận từ chi bộ, trưởng thôn và các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đông Nỗ. Thưa bà Nguyễn Thúy Nga, và con xin phép các bác, các anh, các chị là con xin kính chính một chút là chị Nguyễn Thúy Nga là trưởng đoàn gia đình trí tuệ tình người. Và vừa rồi là có bác phát biểu có hơi nhầm một chút ạ. Và chị Nguyễn Thúy Nga cũng hiện nay thì sinh sống tại Nha Trang, nhưng mà cũng là người con của xã Đông Lỗ. Và hiện nay thì sinh sống tại Nha Trang thôi ạ, cũng không phải là chị Nga là người sống ở trong Nha Trang, và chỉ sống trong đấy thôi ạ. Kính thưa vợ chồng anh chị Nguyễn Mạnh Thắng và Lê Thu Cúc, hiện nay đang sinh sống ở tại Hải Phòng và cũng là những người con của xã Đông Lỗ. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị có mặt trong hội trường ngày hôm nay, và kính thưa quý vị đại biểu, được trí tuệ định hướng, các gia đình trí tuệ tình người ở ba miền Bắc Trung Nam đều thấu hiểu sâu sắc rằng con người ta sống cần phải chọn bảy đạo làm người. Đó chính là đạo lý, đạo sinh, đạo hiếu, đạo trung, đạo nghĩa, đạo tình và đạo pháp. Chúng con biết rằng đất nước là biểu tượng vô cùng to lớn đối với một con người. Vì vậy, mình cần phải biết vun vén, bảo vệ, giữ gìn, phục vụ và cống hiến cho đất nước. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: trung với nước, hiếu với dân. Chính vì thế, từng lời nói, từng hành động, từng việc làm đều bám vào trí tuệ định hướng. Con người phải biết sống đúng theo hiến pháp và pháp luật, sống tròn hiếu lễ nghĩa để giữ gìn hạnh phúc gia đình và để lại phúc đức cho con cháu. Các gia đình thành viên trong gia đình trí tuệ tình người luôn luôn ý thức phải sống, học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các gia đình trí tuệ tình người là những con người có trái tim nhân ái, những con người có tư tưởng lớn, tầm nhìn lớn, những khát vọng cống hiến cho cộng đồng, cho dân tộc, cho tổ quốc, những giá trị về trí tuệ, về tư tưởng, về tinh thần và vật chất. Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm nhằm kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam, trong các năm qua, các gia đình trí tuệ tình người đã tích cực đóng góp và tham gia vào các hoạt động xã hội như các chương trình mái ấm tình người, trao tặng quà cho hội người khuyết tật, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, các cựu thanh niên xung phong trên mọi miền của Tổ quốc, chắp cánh ước mơ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được trí tuệ định hướng, hàng trăm các gia đình trí tuệ tình người ở ba miền Bắc Trung Nam của Tổ quốc hàng ngày vẫn đang lan tỏa các nét văn hóa của trí tuệ khắp muôn nơi, đặc biệt nét văn hóa báo ơn báo hiếu vô cùng thiết thực, giá trị và ý nghĩa tại từng khu phố, từng thôn xóm nơi có các gia đình trí tuệ tình người đang sinh sống. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, đến các toàn thể, toàn đảng, toàn quân và toàn dân, chăm lo đến những người có công như bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách đã có công trong ba cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của thế kỷ 20. Trong suốt 77 năm qua,
toàn đảng toàn dân luôn chăm lo ân tần chu đáo cho những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng, giành độc lập tự do cho dân tộc. Kính thưa quý vị đại biểu, tuy cuộc chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng những tàn dư và hậu quả của nó để lại cho đất nước chúng ta rất nặng nề. Chúng ta luôn tự hào với lịch sử hào hùng của dân tộc, gắn liền với tên tuổi, xương máu của những người con ưu tú đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Vào giây phút thiêng liêng này, chúng con lại nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã dâng hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ý tưởng cao đẹp của Bác Hồ được trình bày giản dị qua câu nói: Bác nói, tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn được tự lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Tinh thần bất tử, bất diệt của Bác hôn đúc lên khí phách của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, khi có chiến tranh, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị đã không tiếc máu xương để đứng lên bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Có những con người đã hy sinh và làm lại nơi chiến trường. Có những người khi trở về với quê hương mang trong mình những thương tích của cuộc chiến tranh. Chúng con luôn khắc cốt ghi tâm những hy sinh của các bác, các cô, các chú và các anh, các chị. Không có lời nói nào, không có bài viết nào, cũng như không có cuốn sách nào có thể lột tả hết những mất mát, những hy sinh, những công lao vô cùng to lớn của các bác, các cô, các chú và các anh, các chị đã hiến dâng cho dân tộc. Trong những ngày tháng 7 lịch sử này, cả nước đang hội chào để tri ân, báo ơn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách. Chúng con được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay và biết rằng không có gì có thể bù đắp được công lao to lớn và sự hy sinh của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, những anh hùng đã vì nước quên thân. Kính thưa các bác, các cô, các chú và các anh, các chị, ngày hôm nay chúng con rất vui mừng, rất xúc động được gặp gỡ các bác, các cô, các chú và các anh, các chị trong thời khắc này. Đặc biệt ngày hôm nay, trước khi đi thì con cũng có trao đổi với chị Nga, trưởng đoàn và các anh cán bộ của xã Đồng Lỗ là thực sự là chúng con cũng vô cùng tự hào và may mắn là được là người con của Ứng Hòa, người con của Đồng Lỗ, mà ngày hôm nay thì xã Đồng Lỗ của chúng ta vẫn còn có mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ vẫn còn sống. Nhưng thực sự hôm nay là gì ạ? Con trao đổi đầu buổi thì anh Siêu có trao đổi là mẹ cũng là vì tuổi cao và sức yếu nên ngày hôm nay mẹ cũng không thể tham dự được, thì thực sự là con cũng vô cùng là cảm động. Và dù món quà của chúng con ngày hôm nay, chúng con xin tha thiết để bản thân tất cả những anh chị em trong gia đình Trí Tuệ Tình Người, chúng con được tận tay trong giờ khắc này trao những món quà, những đồng tiền mà chúng con đã kiểm soát từ chi tiêu của bản thân và của gia đình. Chúng con không tiêu xài hoang phí, không đi xin hay đi kêu gọi từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Dù món quà vật chất của chúng con thì nhỏ bé, nhưng chúng con mong muốn được gửi gắm tình yêu thương, sự trân trọng, sự biết ơn tới mẹ Việt Nam anh hùng, tới tất cả các bác, các cô, các chú và các anh, các chị. Mong muốn rằng tất cả người người, nhà nhà đều quan tâm, hướng tâm để tri ân, báo ơn, báo hiếu cho các anh hùng của dân tộc đã vì nước quên thân. Đây là một truyền thống quý giá của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng con xin trân trọng cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh, các chị đã hiện diện, đã dành thời gian đến để nhận quà, để cho chúng con được có cơ hội để được tri ân, báo ơn và báo hiếu. Thưa các bác, các cô, các chú và các anh, các chị, ngày hôm nay thì món quà của chúng con xin được gửi đến tặng đến các bác, các cô, các chú và các anh, chị thì gồm có và một phần quà và một phong bì trị giá của món quà là 2 triệu là 1.215.000 đồng, gồm có quà là 215.000 đồng và phong bì là 1 triệu đồng.
thì con cũng xin có lời để nhờ các ông các bà, các cô các bác, các cô các chú, anh các chị là món quà của chúng con là bánh trà cà phê, thì chúng con cũng xin để nhờ các ông các bà, các cô các bác, các cô chú và các anh các chị là dâng lễ lên gia tiên để cho chúng con được tỏ lòng thành kính. Thưa các ông các bà, các cô các bác, các anh các chị, thay mặt cho các thành viên trong gia đình Trí Tuệ Tình Người, chúng con xin trân trọng cảm ơn các ban ngành lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo các cấp của xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã rất nhiệt tình đón tiếp, chỉ bảo dẫn đường và chung tay phối hợp để tổ chức cái chương trình trao quà ngày hôm nay. Chúng con xin kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng, các bác, các cô, các chú, các anh các chị và cùng toàn thể gia đình chúng ta luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đón được nhiều niềm vui mới, mở ra những nhân duyên mới cho cuộc đời của chúng ta. Chúng con xin chúc cho các con, các cháu của các bác, các cô, các chú và các anh các chị sớm có đủ nhân duyên để được đón Trí Tuệ, cùng chung tay với chúng con để lan tỏa Trí Tuệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hương thịnh, phát triển và trường tồn. Kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các thành viên trong gia đình Trí Tuệ Tình Người có mặt ngày hôm nay có được sức khỏe, hạnh phúc, bình an và trí tuệ. Chúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu rất là sâu sắc và cảm động của ông Nguyễn Mạnh Thắng. Và xin được kính chúc ông luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc gia đình Trí Tuệ Tình Người ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới các phong trào của địa phương và đặc biệt là xã Đông Lỗ chúng ta. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Việt Mùi, đại diện cho 42 người có công có mặt tại hội trường ngày hôm nay lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đại diện cho đoàn tổ chức gia đình Trí Tuệ Tình Người. Kính thưa ông Nguyễn Mạnh Thắng. Kính thưa tổ chức gia đình Trí Tuệ Tình Người. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân xã Đông Lỗ. Thưa các ông bà có mặt trong hội nghị, trong chương trình ngày hôm nay. Thưa toàn thể các ông bà, tập thể Trí Tuệ Tình Người đã đến xã Đông Lỗ tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2024. Được sự giới thiệu của ban tổ chức chương trình, tôi xin thay mặt cho các gia đình chính sách cảm ơn đoàn đã có quà tặng động viên các gia đình chính sách. Đây là nghĩa cử cao đẹp mà đoàn đã tiếp thu và phát triển truyền thống của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn và thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách. Chúng tôi rất cảm kích, kính mong mọi người chúng ta phát huy truyền thống dân tộc, ăn quả những người trồng cây, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để tiếp tục giáo dục thế hệ con cháu biết đền ơn đáp nghĩa trong chế độ ưu việt của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Đề nghị hội nghị trong tràng có tay ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn và đại biểu gia đình Trí Tuệ Tình Người. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã. Gia đình Trí Tuệ Tình Người chúng con ngày hôm nay có được nhân duyên để được gặp các ông các bà, các cô các bác, các anh các chị
để trao những món quà ngày hôm nay. Thực sự chúng con cũng vô cùng trân trọng và biết ơn các cán bộ lãnh đạo xã, các anh chị ban ngành trong xã đã rất nhiệt tình. Chúng con cũng xin phép để tặng một món quà tri ân cho các anh các chị để tỏ lòng biết ơn ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn đoàn đại biểu gia đình Trí Tuệ Tình Người đã có tình cảm và tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo xã cũng như là 42 đại biểu người có công trên địa bàn xã Đông Lỗ. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu kính mời các ông bà có tên lên sân khấu để nhận quà. Báo cáo với hội nghị thì ngày hôm nay thì cũng là do điều kiện về sức khỏe nên là hội nghị của chúng ta là có 42 ông bà nhưng sẽ vắng 5 ông bà, trong đó có mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bằng. Và sau đây xin trân trọng kính mời khi mà ban tổ chức xứng tên ai thì xin mời các đại biểu là sẽ khẩn trương lên sân khấu để nhận quà giúp ạ, để đảm bảo về thời gian. Và xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Nguyễn Lăng Tiến, thương binh thôn Viên Đình, sinh năm 1947. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Oai, là thương binh của thôn Thống Nhất, sinh năm 1960. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Trường, là thương binh của thôn Viên Đình, sinh năm 1945. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Văn Việt, là thương binh của thôn Viên Đình, sinh năm 1949. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tạ Quang Tàu, là thương binh của thôn Viên Đình, sinh năm 1960. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Huy Siêm, thương binh của thôn Nhân Trai, sinh năm 1949. Xin trân trọng kính mời ông Dương Minh Ngọc, là thương binh của thôn Ngọc Trục, sinh năm 1948. Và xin trân trọng kính mời ông Phạm Xuân Khiêm, là thương binh của thôn Ngọc Trục, sinh năm 1950. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phùng Văn Sơn, là thương binh của thôn Viên Đình, sinh năm 1940. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tạ Ngọc Kham, là thương binh của thôn Viên Đình, sinh năm 1948. Dạ. Loạt thứ nhất là có 14 ông bà nhân cắm 4 ông bà, còn lại là 10 ông bà. Mời các đại biểu cùng đứng vào để chụp ảnh lưu niệm. Chúng con xin để chụp cùng các em bác được đại diện gia đình Trí Tuệ Tình Người, và xin trân trọng cảm ơn mời ông bà, xin mời ông bà về vị trí ạ. Và đoàn tiếp theo là gồm có 14 ông bà, xin mời ông bà. Xin mời ông bà tiếp theo có tên lên sân khấu ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Quang Tổng, thương binh thôn Viên Đình, sinh năm 1942. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Quang Đạo, thương binh thôn Nhân Trai, sinh năm 1952. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Xuân Hường, bệnh binh thôn Nhân Trai, sinh năm 1955. Xin trân trọng kính mời ông Đoàn Hiệp Tước, bệnh binh thôn Ngọc Trục, sinh năm 1945. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Chức, bệnh binh thôn Thống Nhất, sinh năm 1956. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Mai, bệnh binh thôn Thống Nhất, sinh năm 1954. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Độ, bệnh binh thôn Thống Nhất, sinh năm 1940. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thọ, bệnh binh thôn Viên Đình, sinh năm 1947. Xin trân trọng kính mời ông Dương Hoàng Lộc, chất độc hóa học, thôn Viên Đình, sinh năm 1950. Xin trân trọng kính mời ông Phùng Văn Đức, là chất độc hóa học, sinh năm 1944, thôn Viên Đình. Trân trọng kính mời ông Tạ Quang Úc, sinh năm 1947, là nạn nhân chất độc hóa học, thôn Viên Đình. Trân trọng kính mời ông Tạ Quang Hảo, nạn nhân chất độc hóa học, sinh năm 1954, thôn Đào Xá.
trân trọng kính mời ông Phùng Ngọc Quang, nạn nhân chất độc hóa học, thôn Đào Xá, sinh năm 1948. Và trân trọng kính mời ông Đào Văn Túc, là đối tượng Cù Đầy, thôn Đào Xá, sinh năm 1932. Xin trân trọng kính mời 14 ông bà có tên trên lên nhận quà. Và xin trân trọng kính mời các ông bà, đoàn đại biểu đại diện gia đình trí tuệ người và các đồng chí lãnh đạo xã cùng lên trao quà. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng,
Kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Kính thưa bà Nguyễn Thúy Nga, trưởng đoàn gia đình trí tuệ tình người và các bác, các anh gia đình trí tuệ tình người. Kính thưa các quý vị và toàn thể các quý vị đại biểu. Và trong không khí để cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ nói chung, huyện Ứng Hòa tổ chức kỷ niệm 75 chiến thắng Khu Cháy và giải phóng Ứng Hòa 25 tháng 7 năm 2024. Hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ phối hợp với gia đình trí tuệ tình người tổ chức long trọng kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Gia đình trí tuệ tình người là những người con cháu của quê hương hiện đang sinh sống và học tập công tác trên mọi miền Tổ quốc, hôm nay đã bốc chút thời gian về tặng những phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Đông Lỗ. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc thay mặt cho lãnh đạo xã, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng những tình cảm sâu sắc và thân thiết nhất, và gửi lời cảm ơn đến các bác gia đình trí tuệ tình người đã không quản đường xá xa xôi về tặng những suất quà rất có ý nghĩa cho người có công trên địa bàn xã Đông Lỗ nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc tấm lòng tri ân, nghĩa cử cao đẹp của các bác đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và xã hội hóa chăm sóc người có công trên địa bàn xã Đông Lỗ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, trong chiến tranh cũng như sau ngày đất nước được giải phóng, tiếp nối truyền thống nhân ái thủy chung của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Lỗ luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với người có công cách mạng, quan tâm chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, nhà nước, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng trên địa bàn xã được cấp ủy Đảng, chính quyền và cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trên địa bàn xã và nhiều đơn vị cá nhân đã tự nguyện vận động triển khai phát động trở thành những hoạt động thường xuyên, liên tục và sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như phong trào vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay bà trên địa bàn xã là còn là cụ Đỗ Thị Bàn và bà mẹ Việt Nam anh hùng được hai đơn vị là phụng dưỡng. Hôm vừa rồi lại có cái đơn vị nữa để tiếp tục là nhân phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hôm nay là cụ đã hơn 100 tuổi, cho nên là hôm nay chúng ta điều kiện rất cao, sự thiếu là không đến dự được hội nghị chúng ta. Công tác chăm sóc đối tượng thương binh, người có công cách mạng hàng năm vào các dịp lễ Tết, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể đều tổ chức đi thăm viếng và tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, và đặc biệt nhất trong dịp năm nay là chuẩn bị kỷ niệm 75 giải phóng Khu Cháy và chiến giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy, thì xã cũng đã tổ chức là khám hai lần, tổ chức khám cho sức khỏe và tư vấn cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã. Trong buổi lễ hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo xã, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đóng góp tích cực của các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, đặc biệt là các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã đã chung tay chung sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả tiếp tục công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ hết sức trân trọng trước những cố gắng to lớn của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình theo lời Bác dạy, thương binh tàn nhưng không phế, để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Xin nhiệt liệt biểu dương những tấm lòng tiêu biểu và những đóng góp rất có ý nghĩa của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương xã Đông Lỗ giàu đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Đông Lỗ mãi mãi nhớ ơn mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước,
và xin hứa sẽ luôn luôn tự hào kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh các thế hệ trước để xây dựng quê hương Đông Lỗ ngày càng giàu đẹp và phát triển. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi trân trọng cảm ơn các bác, các anh, các chị, bác gia đình bác Nga, gia đình bác Thắng và gia đình bác Cúc là những người con quê hương, tuy xa quê nhưng luôn hướng về quê hương, luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính chúc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đã dành thời gian để tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúng ta được nhân rộng nhiều gia đình trí tuệ tình người như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin kết thúc.